Anh em, thời tiết bắt đầu trở lạnh này, câu cá mùng ngũ là hơi khó này. 17 21 độ, 16 20 độ này, 14 17 độ này. Đây. Máu đi câu lắm ấy, chính ra thì nhưng mà cửa hàng cửa họ đâu lại đi câu nhiều quá, nó đóng cửa nhiều nên là tôi hơi sốt ruột về cái vấn đề câu kéo. Thế nhưng mà theo lịch thì hôm nay nó cũng tròn một tuần rồi, cũng một tuần tôi đi câu một buổi. Hôm nay nó thật là trời nó lạnh, cũng không muốn đi lắm. Mấy anh em tổ chức đi câu hơi xa một chút nên là bây giờ tôi sẽ đi trộn hai ổ, một ổ chép và một ổ trôi. Nôm na là trộn một ổ thôi nhưng mà chia làm đôi, một ông oánh chép, một ông đánh trôi mè chép. Ok, trộn một ổ tại hộ này câu ca thế nên tôi không có cần trộn quá nhiều, trộn lượng thính vừa phải thôi. Ok, anh em hôm nay mẻ thì xài được rồi. Đây, ok này. Tần này mẻ mà đi ra quán mà mua thì cũng mất tương đối tiền đấy. Nếu mà mua tần này nó phải mất cả hơn 100.000 đấy. Máy nấu xoong cháo này. Ốm quá. Đây, tôi vào tôi lấy xốp. Xốp này rồi thùng thính nền này rồi cám trứng này rồi thính chạo này tôi trộn bằng một ổ thôi, bằng một ổ mỗi khi đi nhưng mà đánh hai ổ, hai anh em đánh. Đây, đồ đạc đủ hết rồi này, thính chạo này, cám trứng này, cám gạo này, tất tần tật trứng gà đây. Mùa đông trộn nhiều trứng gà hơn tí, mỗi khi cho 3 quả giờ cho 4 quả. Ok. Ôi sao? Chuẩn nó ăn nhảy may cái chậu nó còn ít nước nó lại ăn hành. Ok, máy thính nền xong anh em vẫn cứ đậy kín lại như mọi khi. Ok, như mọi khi tôi hướng dẫn đấy. À, cho cắm gạo vào đũa đi, cứ đảo đây. Cần cắm gạo 5 bát thính lên. Trộn một ổ to. Ổ to để đánh hai anh em đánh, chia làm hai ổ. Mày hơn cân cắm gạo.
Hình như là nó báo gần hết mực cái màu xanh sao ấy cậu ạ. Nó mà hết thì tự bơm rồi. Này tôi muốn một clip thôi nhưng mà loanh quanh anh em gọi đến nên là lại chia thành hai clip mất rồi. Và cuối cùng đấy cứ đang quay phim này, nếu mà có ai gọi đến cái clip trước nó sẽ bị dừng lại nên quay tiếp đấy, chả có gì đâu, vừa cho thêm súp vào thôi, đấy là cho ông mẻ chua thôi đấy, mẻ chua hôm nọ ủ này cái lọ này rồi. Ôi này chết không. Ôi, ngon lắm rồi anh em ạ, mùi rất chi là chua rồi. Đấy, mẹ 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 đặc. Thấy không? Đấy anh em ạ, bẩn bẩn cũng phải cho 3 bát nhá. Ok. Cất đi, lần sau câu tiếp. Đây này. Bây giờ mùa đông thì bắt đầu làm mẻ nó hơi khó đấy. Mùa đông làm mẻ nó sẽ chậm hơn mùa hè. Đấy, cho mẻ vào cuối đấy. Đảo lên, qua qua sơ sơ lên thì... Thực ra anh em bảo là mùa đông có câu được mẻ không ấy. Mùa đông thì tôi nói thật là câu, tôi thấy câu mẻ nó còn dễ hơn câu mùa hè. Bởi vì mè là nó thích, mè là nó cần nhiều oxy. Mùa hè lại nóng lực nữa, nó hay đi ăn nổi. Mùa đông nó ăn chìm. Nên là chính mùa đông là rất gì bánh mè tỷ lệ đóng nó còn cao hơn mùa hè luôn. Rồi, tống mỗi cám trứng một lần là xong. À, kính chảo nữa là xong. Rất chi là đơn giản đúng không anh em? Ý tính chảo thử. Ok, bây giờ chỉ cần đảo đều lên thôi. Chỉ cần đảo đều lên là anh em mang đi đánh được rồi. Chỗ này tôi chia đôi ra, mỗi anh em một ổ, bắt tất cả các loại luôn, trừ mỗi chấm đèn. Chấm đèn thì phải trộn khác. Ôi, gãy mẹ nó đũa này. Chùi chấm chép bắt tất. Mẹ
xoắn cái gì cả. Ok, xong. Hồ thính rất là to. Đổ vào túi đấy. Lên hồ chia xong. Mỗi thằng nửa. Đây, đi kiếm cái túi bóng. Cho cái túi bóng 10 cân ra ngoài. Nó chiếm 2 ổ anh ok à. Đây khoảng cùng xem nào. Tầm 7 cân, 7 cân chia đôi ra mỗi ổ 3 cân rưỡi thế thôi. Tại cái hồ này nó câu ca, không phải là câu ấy, câu ca nó không phải câu cả ngày, không cần quá nhiều. Ở đấy, lấy rồi quên chưa tắt quay phim. Đây anh em này, bây giờ còn việc còn lại rất chi là đơn giản thôi. Việc còn lại nữa là chuẩn bị đồ câu. Đây, ví dụ như kiểu là chuẩn bị phao này, kiểm tra phao này, rồi dây linh lục, rồi dây cần, hạt chặn các thứ. Sau đó là đi chiến thôi, ok. Chào tạm biệt anh em. Giờ chỉ chờ mấy cô em, mấy một ông anh nữa lên. Thế là đi thôi. Ok.